Bé trai 7 tuổi gây náo loạn đường phố khi lái ô tô đi dạo buổi sáng tìm mua sinh tố tuyết. Một cậu bé người Mỹ 7 tuổi đã gây ra một phen hú vía khi lái chiếc ô tô của bố mẹ mình đi dạo buổi sáng tại thành phố Middletown thuộc tiểu bang Ohio, Mỹ. Lúc này bố mẹ của cậu vẫn còn đang ngon giấc. Camera trên bảng Tableau đã ghi lại cảnh cậu bé thắt dây an toàn sau khi ngồi vào ghế lái. Xe cộ lưu thông dọc đường cũng đã chuyển hướng để tránh va chạm. Một vài người sau đó đã gọi tổng đài 911 để báo cáo sự việc. Chiếc xe suýt tông vào một xe chở hàng, đó là một cậu bé. Một nhân chứng cho biết, cậu bé 7 tuổi thậm chí đã mở nhạc suốt quãng đường đi. Cuối cùng xe va chạm với giải phân cách và giảm tốc độ. Một tài xế đã cố gắng giúp đỡ bằng cách quấn áo sơ mi quanh tay để phá cửa. Chỉ khi đó cậu bé mới bắt đầu lo lắng và hét lên: "Dừng lại, đây là xe của mẹ tôi." Thằng bé không hiểu rằng mọi người đang cố gắng tìm cách giúp đỡ mình và cố gắng dừng chiếc xe lại. Bố của cậu bé cho biết, một tài xế khác đã cố gắng dùng thân mình để chặn chiếc xe lại. Cậu bé 7 tuổi không bị thương và vẫn tỏ ra hồn nhiên, chưa ý thức được tình huống nguy hiểm mà cậu bé đang gặp phải. Mặc dù bố mẹ cậu bé đã cất chìa khóa ô tô ở vị trí cao, nhưng cậu bé vẫn lấy được chìa khóa ô tô. Các dịch vụ bảo vệ trẻ em sau đó đã liên hệ với bố mẹ của bé để giải quyết vụ việc.